đó là hợp lý. Đó là hợp lý. Tội cáo là người đứng thuê cái phòng đó để cất giữ ma túy. Nhưng mà bị cáo không có ý định là thuê cái phòng đó để cất giữ ma túy ạ. Cáo có ý định thì tại sao mà lúc mà mày kêu là không mang về nhà được thì mày thôi mày thuê khách sạn để mang qua nó đấy. Thì bị cáo nghĩ là chị không mang về nhà được thì chỉ có đem ra ngoài khách sạn thôi ạ. Hoặc đem ra ngoài đâu đó, nhưng mà nhà bạn chị không đem được thì chắc cửa khách sạn. Thì bị cáo quán khách sạn đó, bị cáo tiện, bị cáo ra đường, bị cáo cho chị về đi luôn. Bị cáo nói là bị cáo thuê cái khách sạn đó không phải là ý định. Vì bị cáo đâu biết đó là bị đồ ma túy, mà bị cảnh sát nói là thuê cái khách sạn đó để cất bị đồ ma túy ạ. Bị cáo không mở ra. Chị Huyền là người biết bị cáo từ lúc ở nhà đem đi đến khi đó, bị cáo chưa từng bao giờ mở ra cái bị đồ đó. Lúc bị cáo mắc về BC47, bị cáo cũng chưa từng được bao giờ nhìn thấy cái đồ bên trong đó là gì ạ. Dạ, nhưng mà bị cáo chưa từng bao giờ được BC47 mở cái bịch đó ra để cho bị cáo biết bên trong đó là cái gì ạ. Mà chỉ được nghe nói thôi. Thì là người giữ chìa khóa, nhưng mà là hai người giải thích cho bị cáo nghe rõ, là hai người giải thích cho bị cáo là được quay vào phòng đó, là cùng và cùng việc là cầm cái túi đó từ hàng giải thích cho bị cáo là cho cái túi đó, đúng không? Dạ. Là hai người giải thích cho bị cáo là được cho, cáo hiểu chưa? Dạ. Khi bắt giữ, công an thu giữ được cái túi đó và kiểm tra cái túi đó, đồng thời trên lên đang đưa ra cái kết quả nhất định. Bị cáo chỉ có mỗi mong muốn là bị cảnh sát coi lại là bị cáo không biết bị đổ là gì, vì bị cáo chưa từng bao giờ được mở ra để coi. Đúng rồi. Trước đó thì Giang
Từ tòa là bị cáo không nói rằng phụ trách về vấn đề là phụ trách về ma túy mà chỉ nói rằng là đưa các cái túi mà bị cáo đã được đóng sẵn đưa cho những người bị cáo cần đưa và đi lấy tiền những cái người bị cáo nói là thu cái tiền về cho bị cáo luôn. Túi cà phê để trong túi đen trong đấy là ma túy. Vâng. Nhận tiền thì có lúc bị cáo đấy, có lúc bị cáo bảo thang đấy. Đúng đến gần Tết của năm 2016-2017 khoảng một tháng 11. Bị cáo không ra gì thời gian ấy. Cái đấy là lúc trước rồi. Tiền đấy là tiền làm ăn buôn bán trao đổi với nhau và có vay nợ nhau để đấy không phải tiền bao phí vay nợ của bà U có vay tiền của bị cáo làm ăn bị cáo Quân thì không liên quan đến việc mua bán mà tất cả theo sự chỉ đạo của bị cáo là nói bị cáo Quân sau khi sản xuất xong thì đưa cho Hiền ít còn bị cáo Quân là không biết việc bị cáo mua bán với ai và đưa tới tiền như thế nào. Thưa chúng ta là sau khi sản xuất xong thì làm ra viên thì bị cáo có nói Quân là đưa cho Huyền hai lần và đưa chung đi chứ còn cái tôi nói là cái cáo kiếm được các bồn ngay cũng như cái ma túy là sản xuất vào để ra sau đó cái cáo để cho mày cái mày để đi giao cho nhau những người này cũng là nào bị cáo không biết tên của địa chỉ mà bị cáo chỉ chơi qua tên trên Facebook thôi. Thì cái tòa đi chơi với nhau thì quen nhau thì người ta trả tiền thì mình đưa cho người ta. Từ cái tòa là không. Những người này ra tại Sài Gòn. Bị cáo không nhớ rõ lắm vì trong đấy là có cái là trong cái thời điểm bị bắt thì là do Huy và các bị cáo khác khai thì bị cáo có điều tra có hỏi công an điều tra có hỏi thì có những cái đúng có những cái không thì bị cáo cũng đều là vừa phủ nhận và vừa khẳng định là cũng có chuyện đấy.